Hãy cùng viết một phương trình vi phân đạo hàm của y theo biến x bằng với 4y trên x. Và những gì chúng ta sẽ thấy trong video này là nghiệm của một phương trình vi phân không phải là một giá trị hay một tập hợp của các giá trị, mà nó là một hàm số hoặc một tập hợp của những hàm số. Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu giải bài toán này hoặc tìm ra tất cả các nghiệm, hãy thử xem liệu một số phương trình nhất định có phải nghiệm của hàm vi phân này không. Để mình lấy một ví dụ, nếu mình có y bằng với 4x, nó có phải là nghiệm của phương trình vi phân này không? Hãy dừng video và thử xem bạn có thể tự tìm ra đáp án không nha. Để coi nếu đây là một nghiệm, những gì chúng ta cần làm là tìm ra đạo hàm của y theo biến x và xem nó có bằng với 4y trên x hay không. Và mình sẽ cố gắng trình bày mọi thứ theo biến x để thử xem nó có bằng ở đây không. Vậy đầu tiên hãy giải đạo hàm của y theo biến x. Đáp án sẽ là 4. Chúng ta đã nhìn thấy điều này rất nhiều lần trước đó rồi. Và cái chúng ta cần thử là 4, tức đạo hàm của y theo biến x, có bằng với 4 nhân với, mình có thể viết y, nhưng thay vào đó hãy viết 4x. Mình sẽ viết mọi thứ theo biến x, nên y bằng 4x. Và để thay cho 4y, mình có thể viết 4 nhân với 4x và tất cả trên x. Điều này đúng phải không bạn? X này chỉ cho x kia, nên mình sẽ còn lại 4 bằng với 16. Điều này tất nhiên là không đúng rồi. Vì vậy đây không phải là một nghiệm. Không phải là một nghiệm của phương trình vi phân của chúng ta. Nên hãy cùng nhìn một phương trình khác. Y bằng x mũ 4 thì sao nhỉ? Dừng lại video này một xíu và thử xem liệu nó có phải là một nghiệm của phương trình vi phân ban đầu không nha. Vậy là chúng ta đang làm điều tương tự. Đạo hàm của y theo biến x là gì? Dùng nguyên tắc đạo hàm của hàm vĩ thừa, cái này sẽ bằng với 4 nhân với x mũ 3. Và điều chúng ta cần thử lại là 4 nhân với x mũ 3 có phải, đây là đạo hàm của y theo biến x, là 4y. Thay vì viết y, mình sẽ viết tất cả chúng theo x. Vậy nó có bằng 4 nhân với x mũ 4 không? Bởi vì x mũ 4 tương đương với y, tất cả chia cho x. Và để xem nào, x mũ 4 chia cho x sẽ là x mũ 3. Và bạn sẽ có được 4 nhân với x mũ 3 bằng với 4 nhân x mũ 3. Vậy là được rồi, cái này là một nghiệm. Là một nghiệm. Nó không nhất thiết là nghiệm duy nhất, mà là một nghiệm của phương trình vi phân đó. Hãy xét một phương trình vi phân khác. Cho rằng mình có, và mình sẽ viết nó với một ký hiệu khác. Cho rằng mình có f(x) bằng với fx trừ đi x. Hàm số đầu tiên mà mình muốn thử, cứ cho là mình có fx bằng 2x. Đây có phải là nghiệm của phương trình vi phân này không? Hãy dừng video và để xem bạn có thể tạo giải ra không nhé. Để tìm ra câu trả lời, bạn trả lời câu hỏi f(x) bằng gì? f(x) sẽ bằng với 2. Và sau đó thử xem chúng có bằng nhau không? Liệu 2 tức đạo hàm của fx có bằng với fx hay còn viết là 2x trừ 2. Vậy để xem là chúng ta sẽ có 2x, 2 bằng với x. Bạn có thể phân tích nói rằng, ồ, mình mới tìm ra được giá trị x cho bài toán như này. Nhưng điều này nói cho bạn biết rằng đây không phải là một nghiệm. Bởi vì nghiệm cần tìm phải đúng với bất cứ giá trị x trong miền xác định của hàm số. Và ở đây, mình sẽ đặt một x ở đây, hoặc mình sẽ đặt một dấu gạch chéo ở đây, để biểu thị rằng đây không phải là một nghiệm của phương trình. Để làm rõ một lần nữa, để một hàm số là một nghiệm của phương trình vi phân này, nó cần thỏa mãn bất kỳ giá trị nào mà bạn có thể đưa vào hàm số. Hãy xem một trường hợp nữa nhé. Cho là mình có hàm số fx bằng với x cộng 1. Dừng video lại và xem nó có phải là một nghiệm của phương trình vi phân không nha. Tương tự bên trên, f(x) sẽ bằng với 1. Và chúng ta cần xét xem liệu f(x) tức là 1 có bằng với fx tức là x cộng 1 trừ cho x không. Và bạn nhìn thấy và ở đây bạn nhìn thấy dù x là gì đi chăng nữa, phương trình này luôn đúng. Vậy đây là một nghiệm. Đây là một nghiệm. Hãy làm thêm một vài trường hợp nữa nha, để mình kéo xuống dưới một chút. Để có nhiều chỗ viết hơn. Hãy chắc chắn rằng chúng ta có thể nhìn thấy phương trình vi phân ban đầu. Hãy thử xem mình viết bằng màu đỏ. Hãy thử xem liệu f(x)
là e mũ x cộng x cộng 1 có phải là một nghiệm của phương trình vi phân này không? Hãy dừng video lại lần nữa và xem bạn có thể giải được không nha. Được rồi, hãy giải đạo hàm ở đây. F với x sẽ bằng với đạo hàm của e mũ x. Theo biến x sẽ là e mũ x. Điều mà mình luôn cảm thấy ngạc nhiên. Và sau đó cộng 1. Và đạo hàm của cái này theo x là 0. Và sau đó hãy thay thế cái này vào trong phương trình vi phân ban đầu. Vậy f phẩy x bằng với e mũ x cộng 1. Liệu nó có bằng với fx, tức là e mũ x cộng 1, sau đó trừ cho x không? Và nếu 2x trừ hết cho nhau, hai vế này sẽ bằng nhau. Vậy đây cũng đúng là một nghiệm. Đây là một nghiệm. Và chúng đã xong rồi này.